Trí miền Tây Vlog xin chào các anh chị và các bạn nha. Ông chú đang be bờ, mình quay cho các bạn xem. Rồi, để anh quay cam sao cho các bạn xem. Trí miền Tây Vlog xin chào các anh chị và các bạn nha. Ông chú đang be bờ, mình quay lại cho các bạn xem. Rồi, để mình quay cam. Chú đang be bờ nè các bạn. Đang be cái bờ lại. Be bờ cho nó đẹp các bạn. Rồi mình xin kiếp xin lên trên này, mình quay trở xuống cho các bạn xem. Anh chú đang be bờ ở đây nè các bạn. Đang be bờ lại dài lên trên đó luôn đó các bạn. Be từ cái bờ, be từ chỗ này nè, dài lên trên đó luôn các bạn. Bè tiền đầy nha các bạn, bè cho nó rất là đẹp. Bè bờ mình xin nghe chút xíu nha các bạn. Rồi mình quay cho các bạn xem. Đang be cái bờ cho nó đẹp lại các bạn. Mình ngồi xuống mình quay cho các bạn xem. Đó, chú đang be bờ các bạn. Trời đang mưa nha các bạn. Trời đang mưa râm râm. Rồi mình xin ngưng chút xíu. Em chú đang be bờ với đang be bờ này các bạn. Mình đi xuống mình quay cho các bạn xem luôn đó. Trời đang mưa nha các bạn. Đang mưa râm râm. Rồi mình xin ngưng chút xíu. Mình lên trên này mình quay xuống cho các bạn xem. Ông chú đang be bờ ở dưới đó các bạn. Mình cũng xin ngưng nha các bạn. Mình xin kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn. Và đoạn video đây cũng khá là dài. Mình xin kết thúc video. Và các bạn có yêu quý mình nhớ đăng ký kênh, chia sẻ. Và các bạn có xem kênh Trí miền Tây Vlog, các bạn xem quảng cáo ủng hộ cho mình nha các bạn. Và đoạn video đây là kết thúc. Bye bye các bạn. Bye bye.